thi đấu với Rohan Kapoor, Reni Ensinki, Indonesia. Trọng tài chính Perth Van Orenbeek, Vương quốc Bỉ. Trọng tài giao cầu Maria Jennifer Rosula, Philippines. Sân 3, trận đấu số 22, Chung Yang Andy Wick, Wong Chiang Ying Crystal, Singapore. Thi đấu với Deon Ferdinand Siam, Faria Emmanuel Wijaya, Indonesia. Trọng tài chính Phạm Anh Hào, Việt Nam. Trọng tài giao cầu Trần Hoàng Kỳ, Việt Nam. Sân 4, nội dung đôi nam nữ, trận đấu số 19. Trang Biên Song, Chiang Yi Si, Malaysia. Thi đấu với Thang Minh Cao, Malaysia. Serena Thani, Indonesia. Trọng tài chính Nguyễn Công Hương, Việt Nam. Trọng tài giao cầu Hoàng Bích Ngọc, Việt Nam.
coi làm việc thôi để nó. Thank you.